Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Tình yêu thầm lặng của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tập 3 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục ủng hộ cho Thanh Mai và ekip ban biên tập có thêm kinh phí mua tác quyền sản xuất truyện mới, các bạn có thể donate theo thông tin được gắn dưới phần mô tả dưới mỗi video. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm hôm đấy, Diệp Vy lo lắng cho mợ cả mà trằn trọc không ngủ được. Mợ cựa qua cựa lại mãi rồi ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Đứng từ phòng nhìn về phía phòng mợ cả, đèn đã tắt. Mợ lại thở dài định quay vào, nhưng lúc đấy bỗng vang lên tiếng khóc của phụ nữ. Diệp đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai, nhưng âm thanh ấy vẫn cứ vang lên. Mợ đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài, ngó nghiêng tìm hướng phát ra âm thanh ấy. Lúc này ở phía sân vườn có một bóng người ngồi thu mình ở đấy. Diệp liền tiến lại. Sen à? Đáp lại lời mợ vẫn là tiếng nức nở đáng thương đấy. Cho đến khi mợ tiến lại gần, liền thấy rõ một cô gái có mái tóc dài xõa xuống, có chút khó hiểu mà hỏi: cô là ai vậy? Sao lại ngồi đây khóc? Tôi có thể giúp gì được không? Cô gái kia vẫn cúi mặt xuống mà nức nở nói: tôi là A Tú, Sano của ông chủ. Ông chủ bắt tôi ở đây để trông của. Ngày nào cũng ở đây tôi thấy lạnh lắm. A Tú sao? Tuy tôi mới về đây mấy ngày, nhưng sao chưa nghe tên cô bao giờ nhỉ? Cô bảo ngày nào cô cũng ở đây, sao giờ tôi mới thấy? Ngày nào tôi cũng ở đây mà. Một mình vừa lạnh vừa sợ, nhưng không dám lơ là. Diệp nghe vậy cũng thật thà nói: cô đừng sợ, hay là để tôi trông cùng cô nhé. Mà cô đang trông cái gì thế? Mợ ngó ngàng xung quanh, ngoài mấy cái cây hoa thì cũng không có gì đáng giá. Cô gái lại nói: có thật là cô sẽ trông giúp tôi không? Diệp dù khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: thật. Vừa nghe thế, cô gái kia liền túm tay mợ. Diệp có chút giật mình khi tay cô gái ấy lạnh ngắt. Vậy cô ở đây trông chừng giúp tôi đi chơi một lát nhé. Đi chơi? Bây giờ đã là canh ba rồi, cô đi chơi ở đâu? Cô gái không nói gì, liền đứng bật dậy rồi quay người bỏ đi. Diệp thấy vậy lại gọi: A Tú, A Tú. Cô gái ấy không quay đầu lại, đi vào đám khói trắng mờ ảo. Diệp không dám gọi theo, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Mặc dù mợ không biết A Tú trông cái gì, nhưng mợ vẫn ngồi đấy để đợi, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, thằng Cuội lại dậy, đi ra thấy mợ ngủ ở ngoài sân, liền đi lại gọi: mợ Tư. Mợ giật mình đứng bật dậy: cô về rồi sao? Cuội nghe vậy lại ngó nghiêng xung quanh: cô nào thế mợ Tư? Diệp lúc này mới nhận thức ra: trời sáng rồi sao? Dạ, mà sao mợ lại ra ngoài này ngủ vậy? Hôm qua tôi gặp A Tú, cô ấy bảo tôi ở đây trông đồ giúp, rồi cô ấy đi, nói là sẽ quay lại, mà đợi mãi nên tôi ngủ quên mất. Cuội nghe thế xanh mặt cười gượng: mợ Tư lại đùa rồi. Tôi nói thật mà, A Tú còn nói cô ấy là gia nô của ông chủ. Nhưng mà kỳ lạ sao bây giờ tôi mới nhìn thấy cô ấy nhỉ? Lúc này bà cả cùng ông Huấn cũng đã dậy mà đi ra. Diệp vừa thấy liền vội đi lại chào: con chào ông chủ, con chào bà chủ. Hai người bọn họ phớt lờ mợ định quay đi thì Diệp lại hỏi: ông chủ, A Tú đã về chưa ạ? Vừa nghe thế bà cả liền sững người lại: cô vừa nói ai? Con hỏi A Tú thưa bà, đêm qua con thấy cô ấy ngồi đây khóc. Lại hỏi thì cô ấy bảo phải trông đồ cho ông chủ. Cô ấy nhờ con trông giúp rồi đi đâu mất, không biết đã về chưa. Bà Tú Liên nghe vậy, cả người chao đảo lùi lại phía sau. Thằng Cuội lúc này chạy đến: mợ Tư, mợ đừng nói lung tung nữa. Diệp khó hiểu nhìn nó: tôi nói thật mà, không tin cậu hỏi A Tú là biết. Thằng Cuội méo mặt vào đầu rồi nói: nhưng A Tú đã chết lâu rồi, sao mợ Tư có thể gặp được? Câu nói của thằng Cuội cũng khiến mợ Tư lại gáy. Sao lại như thế được?
Hôm qua rõ ràng là con đã nói chuyện với cô ấy mà. Không lẽ là mơ? Bà cả lúc này hồn vía cũng lưu lạc ở đâu, lại nhìn sang ông Huấn mà nói. Hôm nay ông rảnh tôi với ông ra chùa một tí. Lâu rồi cũng không ra thắp hương cho con bé. Đem theo ít tiền vàng đốt cho nó nữa. Nói rồi bà cả cũng quay vào trong, nhưng được vài bước lại quay người nói với con Sen. Sen, bảo các mợ cũng dậy thay đồ rồi đi cùng với ông bà. Dạ, thưa bà chủ. Con Sen chạy đi, bà Tú Liên cũng quay vào nhà. Có ông Huấn đứng đấy ngây người như mất hồn. Diệp thấy vậy lại nói. Con có được đi cùng không ạ? Tâm trạng của mọi người lúc này trầm mặc, chẳng ai để tâm đến lời của mợ nói, lại không thấy ai trả lời. Diệp nghĩ đã được đồng ý nên mợ chạy về phòng thay đồ. Xong xuôi, mợ qua phòng cậu Đăng Khôi, không nói lời nào đã đẩy cửa vào. Vừa lúc thế nào cậu đang thay đồ, mợ vội vàng quay người lại. Em xin lỗi, em không biết cậu đang thay đồ. Cậu Đăng lúc này vẫn xem như chẳng có chuyện gì chấn động lắm, điềm đạm mặc quần áo vào rồi nói. Có chuyện gì mà gấp vậy? À, ông bà chủ nói muốn ra chùa cầu phúc, còn tiện đốt tiền mã cho A Tú nữa. A Tú, hôm nay đâu phải ngày rằm hay ngày gì đâu. Diệp nghe vậy liền quay người, cũng vừa lúc cậu mặc xong, mợ thấy thế tiến lại gần. Cậu chủ tin không? Đêm qua, em thật sự gặp A Tú. Em gặp A Tú sao? Con bé nó đã mất từ lâu rồi. Mợ Diệp khẽ rùng mình một cái, sau đấy vòng tay ôm lấy thân mình mà xoa xoa. Cậu nói làm em thấy lạnh người. Thật sự nửa đêm canh ba, em ra ngoài thì nghe thấy tiếng khóc. Đi theo tiếng đó mới thấy một cô gái đang ngồi ở phía sân vườn. Cái chỗ mà bữa qua em với cậu mới ngồi đấy. Em lại hỏi, thì cô ấy nói tên A Tú, là gia nô của ông chủ. Cô ấy ở đấy để trông đồ cho ông chủ ấy. Mà em ngó nhìn xung quanh thật sự không thấy gì cả. Cậu đang nghe vậy khẽ nhíu mày. A Tú là gia nô của ông ngoại tôi. Cách đây lâu rồi, nửa đêm con bé ra ngoài không biết làm gì, lại trượt chân xuống giếng rồi mất. Chỗ mà em với tôi ngồi bữa qua chính là cái giếng nhưng đã được lấp lại rồi. Ngoại tôi sợ lại có người không may sảy chân nên đã lấp lại nó. Diệp nghe vậy khẽ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, sau đó xanh mặt mà nói. Nói vậy không lẽ hôm qua em gặp ma sao? Cậu đang nhìn mợ phì cười, xong búng nhẹ vào trán mợ một cái. Làm gì có ma quỷ nào, em lại bắt đầu giống thầy bu tôi rồi đấy. Diệp khẽ nhăn mặt đưa tay lên xoa trán mình, sau đấy vội nói. Thôi, em đi ra chùa cùng với ông bà đây. Chốc nữa tới đó em sẽ cầu phước cho cậu mau khỏi bệnh. Cậu ở nhà đợi em nhé. Nói rồi Diệp cũng quay trở người ra ngoài. Cậu đang chỉ đứng đấy nhìn dõi theo. Trong lòng đối với mợ Tư đã sinh cảm mến. Hôm nay, gia đình nhà ông Phú Hộ, từ già trẻ đến gia nô, kéo nhau đến chùa Phúc Tự. Người giàu có khác, ra ngoài bao giờ cũng được chú ý. Bà con qua đường gặp đâu là chào hỏi đó, trông hãnh diện thật. Gia đình nhà ông Phú Hộ bước qua cổng chùa. Ông bà là người mê tín, nên gặp các thầy sư cũng kính cẩn lễ phép. Mợ Tư cũng chẳng rõ ngọn ngành chuyện A Tú thế nào, nên chỉ cầu phước cho thầy bu mình với cậu chủ. Xong xuôi mọi thứ, họ quay trở ra ngoài. Trước bức tượng Phật Bồ Tát bái lại, lúc này bà cả nhìn thấy dưới chân tượng Phật có một bình nước lại buột miệng hỏi. Bình này là gì thế nhỉ? Đó là nước thánh của thần linh đấy. Nghe vậy mọi người liền quay lại, bắt gặp ngay vị đạo sĩ đang ở ngay đấy. Ông Huấn nghe thế liền hỏi lại. Nước thánh là thế nào vậy đạo sĩ? Nước ở trong đấy được lấy từ cuối thượng nguồn của con suối ven làng vào giờ mão, lúc thời điểm mặt trời lên. Những giọt sương cuối cùng còn sót lại rớt xuống, đem đến dâng cho thánh thần, để ngài ban phước vào đấy. Sau giờ thìn là có thể uống được. Nếu ai uống được nó là có thể kéo dài tuổi thọ, chữa mọi mầm bệnh. Nhưng lấy được nước này khó lắm, phải đúng giờ, đúng vị trí tâm linh, và phải đúng là năm giọt sương cuối cùng mới hiệu nghiệm. Nghe thế bà cả liền vội nói. Vậy bình nước này là của ai? Vị đạo sĩ lắc đầu. Ta cũng không rõ là của ai, nhưng xem mặt trời đã lên cao thế này rồi. Vậy cũng đã qua giờ thìn, gia chủ đúng là có phước. Xem ra bình nước thanh đó đúng là thần linh cố tình sắp đặt cho gia chủ. Chỉ cần nghe vậy, bà cả liền mừng rỡ cúi xuống cầm lấy cái bình. Con đội ơn ngài, gia chủ chúng con vô cùng cảm kích sự ưu ái của ngài. Bình nước thánh này con xin được lấy về cho con trai của con được uống.
sau nó khỏe mạnh nhất định sẽ đến tạ ơn ngài. Nói rồi, bà cũng ôm bình nước mà rời đi. Mọi người thấy vậy cũng theo sau. Đâu đó trên gương mặt của ai chợt khẽ cong lên một ý cười. Gia đình nhà ông Phú Hộ trở về nhà, bà cả liền bảo con Sen. Sen, mau đem bình nước này cho cậu chủ uống. Mợ Diệp thấy vậy liền chen vào. Ông bà để con đem vào cho cậu chủ cho ạ. Bà cả nghe vậy khẽ nhíu mày. Sao mày lại ở đây? Nãy bà chủ nói mọi người cùng ra chùa cầu phước nên con mới đi theo ạ. Bà nói, nhưng bà có bảo cả mày đâu. Nói rồi bà ngẫm vài giây, sau đó liền ôm chặt cái bình. À, có phải mày cũng muốn uống cái bình nước này không? Mày thấy đạo sĩ nói nên muốn tranh đem vào cho cậu chủ rồi uống trộm phải không? Diệp nghe vậy liền đưa tay lên phân bua. Không phải đâu bà chủ, con không hề có ý đó. Con chỉ muốn hầu hạ cậu chủ thôi ạ. Bà mà tin mày thì bà có mà là con mày. Con Sen, đem vào phòng cho cậu chủ. Nhớ canh chừng nó, đừng để nó đến gần bình nước. Con Sen nghe vậy liền nhận lấy rồi đi hướng về phòng cậu chủ. Diệp thấy vậy cũng chẳng biết nói gì. Đợi ông bà các mợ về phòng hết rồi, Diệp mới lủi thủi về. Lúc ngang qua phòng cậu Đăng, mợ đẩy khẽ cửa ngó vào trong. Căn phòng không thấy ai, lại thấy chén nước để trên bàn, nghĩ là cây sen đã đổ ra cho cậu chủ. Mợ toan quay người đi thì bất chợt một con mèo hoang từ đâu nhảy vào. Nó chạy tót lên bàn rồi liếm vào chén nước. Mợ Diệp hốt hoảng đi vào xua nó. Con mèo kia, mày làm gì thế? Con mèo thấy người liền bỏ chạy ra ngoài. Vừa lúc đấy cậu Đăng cũng vào phòng, nhìn thấy Diệp ở đấy cậu liền hỏi. Em làm gì thế? Diệp thở ngắn thở dài bưng chén nước đi lại phía cậu. Cậu chủ, nãy có con mèo hoang vào đây. Nó đã đụng vào chén nước của cậu chủ mất rồi. Uống rồi thì thôi, dù sao cũng chỉ là chén nước thôi mà. Nhưng đạo sĩ nói rồi, đây là nước thánh, rất khó mới lấy được nó. Cậu nghe vậy cười một cái. Nước thánh? Lại là gã đạo sĩ ấy nói sao? Vâng, ngài ấy nói uống nước này vào là chữa được mọi bệnh ạ. Sao ngay cả em cũng đi tin lời ông ấy nhỉ? Nếu nó thật sự chữa được bệnh thì tôi đã khỏi lâu rồi. Nhưng ngài ấy nói nước này rất khó lấy, phải là từ cuối thượng nguồn của con suối. Đúng giờ Mão lấy 5 giọt xương cuối cùng, sau đó dâng lên Phật đến qua giờ Thìn mới có thể uống được đó cậu. Đi ra cuối thượng nguồn cũng không xa lắm. Giờ Mão em có thể dạy được, nhưng làm sao để lấy được 5 giọt xương cuối cùng thì em không biết. Cậu đang nghe vậy liền hỏi. Đừng nói là em tin lời ông ta rồi đi lấy nó nhé. Diệp khẽ gật đầu một cái. Dạ, chén nước này đã bị con mèo kia liếm bẩn rồi. Cậu không uống được nữa, phải đổ đi thôi. Em có biết lời vị đạo sĩ nói có đúng không? Nhưng nếu làm được thì em vẫn muốn làm để cậu khỏi bệnh. Nói rồi, Diệp nhìn cậu mà cười một cái. Vẫn nụ cười xinh xắn và ngây ngô ấy khiến cậu ấm lòng. Cậu đưa tay lên xoa đầu mợ. Em đúng là ngốc thật, đừng tin mấy lời đó mà lại phí công vô ích. Không phí, dù không chữa được bệnh cho cậu thì em cũng không cảm thấy vô ích. Thôi, cậu nghỉ đi, em chạy xuống bếp xem sen cơm nước thế nào còn phụ với nó. Nói rồi mợ cũng cầm chén nước đi ra ngoài đổ đi. Sau đấy chạy xuống bếp phụ cơm với con sen. Lúc đi ngang qua phía sau nhà, mợ bất ngờ nhìn thấy con mèo hoang khi nãy vào phòng cậu chủ nằm ở đấy. Vốn lại gần đánh dọa nó một trận cho chừa, nhưng lại mới thấy con mèo đó đã chết. Máu ở miệng còn chảy ra chưa đông lại. Mợ nhặt lấy cái que gần đó rồi chọc vào người con mèo. Sao lại chết rồi? Ăn phải bả chuột sao? Nghĩ thế mợ lại nhìn ngó xung quanh. Bất chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Không lẽ do mày uống chén nước của cậu chủ sao? Vừa nói xong mợ khẽ dùng mình một cái rồi vội lắc đầu. Chắc không phải chứ, bình nước để ở đó làm sao biết được ai sẽ uống đâu. Nói vậy, mợ liền gạt phăng đi suy nghĩ ban nãy. Sau đấy kiếm một cái bao bọc lấy con mèo, rồi đem nó lại góc vườn sau nhà, đào một cái hố nhỏ mà chôn nó. Xong xuôi, mợ rửa chân tay rồi lên dọn cơm. Lúc này bà cả mới hỏi con Sen. Sen, thế cậu chủ đã uống nước chưa? Con có đổ ra chén rồi để vào phòng cậu chủ rồi thưa bà. Nghe vậy Diệp mới nói. Con đổ rồi bà chủ, nãy có con mèo nhảy vào đụng vào miệng chén của cậu chủ, bẩn rồi nên con đã đem đi đổ. Vừa nghe thế, bà cả liền tức giận trợn mắt lên. Đổ rồi, mày giỏi thật, nước thánh của cậu chủ mà mày cũng dám đổ, hay mày lén uống rồi kiếm cớ nói vậy? Không phải đâu bà chủ, con nói thật mà.
Mày đúng là khắc tinh của con bà. Mày đến nhà này là muốn ám nhà bà đúng không? Mày đúng là làm bà phát điên mà. Nói rồi bà liền đi tới, vung tay đánh vào người mợ, vừa đánh vừa quát tháo. Dám tranh uống nước của cậu này, hỗn láo thật. Thầy bu mày không dạy được thì để bà dạy mày. Diệp bị đánh chỉ dám co người mà đưa tay lên đỡ. Vết thương cũ của mợ còn chưa kịp lành, giờ bị tác động mạnh lại nhói lên đau đớn. Bà chủ, bà đừng đánh con nữa. Con nói thật mà. Bà không tin thì hỏi cậu chủ ạ. Hỏi cậu chủ à? Mày mê hoặc cậu chủ để thao túng cậu ấy bênh mày. Loại yêu tinh quỷ quái như mày bà còn lạ gì? Lúc này bà hai cùng các mợ cũng đi lên, thấy vậy liền hỏi. Đến bữa cơm rồi mà còn có chuyện gì thế? Bà cả nghe vậy vừa hậm hực vừa nói. Nó đem chén nước thánh xin được ở chùa đổ đi rồi. Lời của bà cả làm sắc mặt của mọi người thay đổi, ai cũng hiện rõ vẻ tức giận. Đổ rồi, mợ Tư giỏi thật đấy. Có phải mợ muốn cậu chủ chết càng sớm càng tốt đúng không? Mợ hai vốn đã không vừa mắt Diệp, bắt được thời cơ liền thêm dầu vào lửa. Mợ Tư à, nếu mợ thực sự muốn tốt cho cậu Đăng, chị nghĩ mợ hãy để cho đạo sĩ làm phép trừ tà trên người mợ đi. Chị thấy mợ miệng nói muốn tốt cho cậu ấy, mà mợ toàn làm những việc hại cậu ấy không à? Mợ hãy làm gì thiết thực hơn là nói đi. Diệp nghe mợ hai nói vậy bỗng nhiên chợt khó xử, sau đó nhìn sang bà cả mà nói. Bà chủ, con định giờ mão ngày mai sẽ đi đến cuối thượng nguồn lấy nước về cho cậu chủ. Mày nghĩ nước thánh đấy mày muốn là lấy được à? Bà lại sợ mày bỏ độc rồi độc chết con bà chưa ngu. Bà chủ đừng nói vậy, con không bao giờ muốn làm hại cậu chủ hết. Chỉ cần cậu chủ được khỏi bệnh, việc gì con cũng làm. Mợ cả nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Vậy mợ Tư hãy chịu chín roi máu của đạo sĩ đi. Biết đâu sau khi đạo sĩ trừ tà, bệnh của cậu Đăng lại khỏi thì sao? Diệp nghe vậy chợt im lặng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Nhớ lại buổi lễ hôm đó, mới hai roi thôi mà cả người mợ như muốn rơi ra từng mảnh rồi. Mợ sợ không chịu được đến chín roi. Chỉ là nghĩ về cậu, những lần cậu đứng ra bảo vệ cho mợ, nếu thực sự làm thế cậu Đăng liền khỏi bệnh, vậy thì mợ sẽ làm. Nghĩ vậy Diệp định lên tiếng, nhưng lúc này giọng nói phía sau vang lên. Chịu cái gì? Cậu Đăng từ phía ngoài đi vào, sắc mặt có phần tức giận mà hỏi. Mợ cả vừa thấy cậu cũng chẳng phải kiêng dè gì mà nói thẳng. Mợ Tư nói chỉ cần cậu được khỏi bệnh thì làm gì mợ ấy cũng làm. Mọi người chỉ bảo mợ ấy chịu chín roi trừ tà của đạo sĩ thôi. Tại sao Diệp lại phải chịu? Sao mợ cả không thử đi? Bị cậu Đăng bắt bẻ lại trước mặt mọi người, mợ cả cảm thấy bản thân bị hạ nhục mà tức giận. Tại sao tôi lại phải thử, trong khi mợ Tư mới là con quạ đen của cái nhà này? Hiền, mợ ăn nói nên cẩn thận. Mợ so với các mợ đây là vế trên, làm gì thì cũng phải có chừng mực. Trước giờ tôi cứ nghĩ mợ là một người thông minh hiểu chuyện, vì mợ được ăn học tử tế. Thật không ngờ mợ lại có thể nói những lời khó nghe như vậy. Từ ngày mợ cả cả về đây, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu Đăng nặng lời như vậy với mợ ta. Mọi lần nói chuyện tuy không phải là hiểu nhau, nhưng xem ra cũng hợp. Nên nếu so bì với mợ hai và mợ ba, thì mợ cả là người được gần gũi với cậu Đăng nhiều nhất. Bây giờ ở trước mặt ba mợ bề dưới mình, bị cậu Đăng trách mắng, khiến mợ cảm thấy mình bị xem thường. Khó nghe, trước khi mợ ta được gả về đây, cậu nghĩ xem ai là người quan tâm hỏi han cậu. Mợ hai thì ngoài mua sắm làm đẹp, nói chuyện được với cậu mấy câu. Còn mợ ba, cả ngày ở đâu không thấy mặt. Khéo có khi cậu còn không nhớ nổi mắt mũi mợ ta thế nào. Bỗng nhiên ngồi không lại bị liên lụy, mợ ba liền lên tiếng. Này mợ cả, từ trước giờ không đụng chạm đến mợ. Mợ giận ai thì cũng đừng lôi tôi vào. Tuy mợ vào trước tôi, nhưng sau tuổi tác thì cũng không hơn đâu. Mợ hai nghe vậy cũng chen vào. Mợ cả nói vậy là không được rồi. Tôi cũng muốn quan tâm cậu Đăng, nhưng cậu đâu có chịu. Trước khi mợ Tư về đây, chỉ có mợ là người cậu Đăng chịu nói chuyện. Tôi vào sau cũng tủi thân, nhưng vai vế thấp nên cũng đành ngậm ngùi cam chịu. Còn mùa sắm làm đẹp thì cũng chỉ để an ủi bản thân tôi thôi. Mợ cả lúc này trừng mắt nhìn sang hai người họ. Mọi ngày hai mợ không dám đôi co với tôi. Này thấy cậu Đăng mới nói một câu, các mợ cũng tranh thủ lên mặt ghê nhỉ. Diệp thấy tình hình có phần căng thẳng liền chen vào. Thôi, các mợ đừng cãi nhau nữa. Cậu Đăng, mợ cả cũng là vì lo nghĩ cho cậu thôi. Cậu đừng trách mợ ấy. Mọi người ngồi xuống ăn cơm cùng đi. Mợ cả nhìn Diệp cười nhếch một cái. Mợ Tư đúng là cao tay.
Cái khoản lấy lòng của mợ tôi không so được. Muốn ăn thì mợ ngồi cùng họ mà ăn. Bữa cơm này tôi nuốt không trôi. Nói rồi mợ ta quay sang nhìn gia nô của mình. Mướt, đưa mợ về phòng. Dạ. Còn Mướt đi theo sau mợ cả trở về phòng. Ông Huấn lúc này từ trong nhà đi ra nói. Có bữa cơm mà ồn ào, hết chuyện này đến chuyện khác. Con Hiền nó là con ông Phú. Trong mấy người, nó là người có vai vế với quyền hơn hẳn. Đã vào sau, lại không có gia thế mà còn lên mặt với nó. Chốc nữa ăn xong thì đến phòng xin lỗi mợ cả đi. Nhà này làm gì cũng phải có tôn ti trật tự. Diệp nghe vậy chỉ khẽ cúi đầu dạ một tiếng. Mợ hai, cả mợ ba có vẻ không vừa ý, nên chẳng nói gì, chỉ bất mãn ngồi xuống. Cậu Đằng thấy vậy mới quay sang nhìn mợ Tư. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngồi xuống ăn cơm đã. Khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, ông Huấn mới ngó trước nhìn sau rồi hỏi con Sen. Thằng Cuội đi đâu rồi? Cuội nó bảo hôm nay thấy mệt nên xin phép đi ngủ sớm rồi thưa ông. Mệt nên ngủ sớm? Nó làm cái gì đâu mà mệt, lại kiếm cớ để trốn việc đây mà. Nói rồi ông Huấn cũng kệ đi rồi quay lại dùng bữa. Mọi người cũng như mọi ngày không nói thêm câu nào, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau vang lên. Cùng lúc đấy, ở căn phòng cách đó không xa, mợ cả ngồi trước bàn trang điểm, hậm hực đập mạnh tay lên bàn. Đúng là cá mẹ một lứa. Còn Muốt thấy vậy cũng nói thêm. Thường ngày, mợ hai và mợ ba thấy mợ là sợ một phép. Hôm nay lại dám cãi lại mợ, đúng là hỗn láo mà. Cũng tại mợ Tư cả. Bình thường cậu Đăng đối với mợ rất ôn nhu, nay lại vì mợ ta mà nặng lời với mợ. Em nghe mà còn tức thay. Mợ Hiền cả người hừng hực lửa giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương một hồi rồi nói. Chuyện mợ sai mày làm đến đâu rồi? Dạ đã xong rồi mợ. Mợ ta đưa tay khoát con Mướt lại gần. Nó thấy vậy cũng tiến đến rồi áp sát tai vào. Bọn họ thì thầm to nhỏ chuyện bí mật gì đấy. Sau đó con Mướt chỉ gật gật rồi bỏ đi. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Diệp qua phòng mợ cả gõ cửa. Lúc này con Mướt ra mở cửa, ánh mắt chán ghét nói. Mợ Tư đến đây là có chuyện gì không? Tôi muốn vào nói vài lời với mợ cả. Xin lỗi, mợ chủ của em nghỉ rồi. Có gì thì mai mợ Tư nói sau nhé. Vừa lúc đấy giọng mợ Hiền vang lên bên trong. Ai thấy Mướt? Là mợ Tư thưa mợ. Mợ Tư muốn nói vài lời với mợ. Để mợ ta vào đi. Còn Mướt nghe vậy thở dài rồi mở rộng cửa phòng ra. Diệp thấy vậy khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi bước vào trong. Lúc này thấy mợ cả chỉ mặc áo yếm mỏng ngồi trên giường, Diệp có chút ái ngại. Xin lỗi đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của vợ. Em chỉ muốn đến đây để nói xin lỗi mợ, nếu như em có làm gì khiến mợ phật ý. Mợ Hiền nghe vậy vẫn điềm đạm mà nói. Mợ Tư thì có lỗi gì đâu mà xin. Mợ được cậu chủ ưu ái, hết lòng với cậu chủ. Đúng là tôi đây cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Mợ cả đừng nói thế. Em gả vào đây có nhiều chuyện chưa hiểu. Sao nếu có gì không phải, mong được mợ cả chỉ bảo cho. Nghe nói mai mợ Tư muốn đi xin nước thánh cho cậu Đăng. Vậy chúc mợ sớm làm được nhé. Dạ, cảm ơn mợ. Vậy em không làm phiền mợ nghỉ ngơi nữa, em xin phép về phòng. Nói rồi mợ cúi đầu chào mợ cả, sau đấy xoay người rời đi. Đêm đó, mặt trăng bị mây đen che phủ, gió thổi rít từng cơn. Có tiếng động bộp bộp vang lên đánh thức giấc ngủ của Diệp. Mợ Tư tỉnh lại, lắng nghe tiếng động, thấy nó phát ra từ vườn sau của nhà. Nghĩ là có trộm, mợ liền ngồi lên, ngó nghiêng tìm một vật gì đó có thể phòng vệ được. Mợ liền vác chiếc ghế nhỏ, rồi nhẹ nhàng đi lại mở cửa mà bước ra ngoài. Mợ rón rén theo tiếng động phát ra, mà đi về phía vườn sau nhà. Lúc này mới thấy một bóng người đang ngồi quay lưng lại, tay không ngừng đào gì đấy. Hai tay mợ siết chặt chiếc ghế, từng bước đi lại gần rồi vung cao lên, mà đập mạnh xuống người kẻ kia. Tên ăn trộm kia, ta đánh chết người. Cú đánh của mợ dường như không có tác động với kẻ kia. Lúc đó nó liền quay người lại. Dưới cái ánh sáng mờ nhạt từ trên cao hắt xuống, mợ Diệp gương mặt kinh hãi mà lùi lại. Cuội, Cuội. Thằng Cuội lúc này hai mắt đỏ ngầu nhìn mợ. Nó đang đào một cái hố, mà sáng nay mợ đã chôn con mèo ở đó. Nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng cái hố đó mợ đã tự tay chôn con mèo, nhưng giờ lại không thấy cái xác nó đâu. Thằng Cuội lúc này nhìn khác hẳn mọi ngày. Nó đứng dậy tiến về phía mợ. Diệp có phần sợ hãi lùi về phía sau. Cuội, cậu làm gì ở đây thế? Sao không ngủ đi? Nó không hề trả lời mợ,
cứ từng bước tiến lại gần. Diệp sợ quá, quay người bỏ chạy. Chờ đến khi một cái bóng trắng chặn ngang trước mặt mợ, Diệp giật mình mà hét toáng lên. Vừa lúc đấy, mây đen trên cao đã tan ra, ánh trăng sáng rõ tỏa xuống. Bóng trắng ấy biến mất nhanh lẹ. Mợ kinh hãi quay người lại nhìn, thằng cuội lúc này cũng bỗng ngã xuống đất bất tỉnh. Diệp thấy thế liền chạy lại lai nó. Cuội, cuội! Âm thanh ồn ào đánh thức mọi người trong nhà dậy. Bà cả mắt nhắm mắt mở đi ra quát. Chúng mày làm ầm ĩ cái gì mà không đi ngủ đi? Diệp nghe vậy liền đứng dậy nói. Bà chủ, cuội nó bị sao ấy thưa bà? Ông Huấn thấy thế liền đi ra ngó nhìn. Sao nó lại nằm ở đây? Diệp lúc này kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Cậu Đăng từ trong phòng cũng đi ra, biết chuyện cũng chỉ nói. Chắc nó bị mộng du thôi. Bảo người khiêng nó về phòng đi, muộn rồi. Đi nghỉ, có gì mai hãy nói. Quá canh ba nên ai cũng buồn ngủ. Nghe vậy cũng gạt chuyện đấy sang một bên, cho người khiêng thằng cuội vào phòng rồi về nghỉ. Mợ Diệp lúc này nằm trên giường vẫn còn cảm giác sợ hãi ban nãy. Mợ vẫn đang thắc mắc, cái xác con mèo mà tự tay mợ chôn nó, tại sao lại không thấy nữa rồi? Cứ nghĩ mọi chuyện như ma quỷ quanh đây, cả người mợ ớn lạnh, liền kéo cái chăn lên trùm kín người mình rồi cố nhắm mắt để quên đi. Sáng hôm sau, chưa đến giờ Mão, mợ đã tỉnh dậy. Hôm nay mợ muốn đi đến cuối thượng nguồn để lấy nước về cho cậu chủ. Mà thượng nguồn phải đi qua hai cái làng, đường xa nên mợ dậy sớm để cho kịp. Diệp thay quần áo, mang theo một cái bình bỏ vào tay nải rồi rời đi. Vừa ra khỏi cổng được một đoạn không xa, ở một góc tối đấy, có vài bóng người đang đứng nhìn. Giọng nói của người phụ nữ vang lên. Đưa trước cho mấy người 200 đồng, số còn lại nếu thành công tôi sẽ đưa nốt. Nhớ tìm thời cơ thích hợp, tốt nhất đừng để nó quay lại. Để mà đi được đến cuối thượng nguồn của con suối mà vị đạo sĩ kia đã nói, mợ tư phải đi qua hai cái làng bên cạnh, leo qua một ngọn núi nhỏ mới tới. Chặng đường này khá dài, hơn nữa lại có phần nguy hiểm. Vậy mà Diệp vẫn mang dáng vẻ hy vọng có thể lấy được cái gọi là nước thánh đem về cho cậu Đăng, mà không hề biết rằng phía sau đang có một nguy hiểm rình rập. Mợ bắt đầu đi khi đường còn nhá nhem tối. Đến khi trời bắt đầu hừng lên cũng là lúc mợ đã leo lên được đỉnh ngọn núi. Trước mặt bây giờ là nửa vòng tròn đỏ chói hắt xuống con suối nhỏ, nước chảy trong veo. Mợ đưa ống tay áo lên, thấm những hạt mồ hôi vương trên gương mặt mình mà cười. Mặt trời lên rồi, vậy là đã đến kịp giờ Mão. Mợ nhìn về phía con suối, hít một hơi thật mạnh rồi tiếp tục trèo xuống đi lại phía đó. Nhưng chỉ là mới quay người một cái, một lực mạnh đẩy khiến mợ trượt chân ngã. Diệp nhanh tay bám được vào tảng đá nhô ra mà ngước nhìn lên. Một người đàn ông che mặt đứng ở đấy nhìn về phía mợ. Ai ở trên đó vậy? Giúp tôi với. Gã đàn ông kia cũng xoay người để trèo xuống. Diệp có chút mừng rỡ, nghĩ mình được cứu. Nhưng không ngờ rằng gã ta đến gần, cố gắng gỡ tay mợ ra khỏi tảng đá. Diệp kinh hãi, cố bấu víu lấy. Ông làm gì thế? Tại sao lại muốn hại tôi? Gã đàn ông nghe vậy lại lên tiếng. Cô gái, có trách thì cũng là trách cô đã làm gì đắc tội với mợ hai, nhà phú hộ Trịnh. Còn tôi chỉ là được muốn để làm việc thôi. Mợ hai? Sao mợ hai lại muốn giết tôi? Chuyện đó thì chắc cô nên đi hỏi mợ ta. À, mà làm gì còn cơ hội nữa đâu. Nói rồi gã đàn ông đấy cũng gạt tay mợ ra khỏi tảng đá. Cả người Diệp cứ vô lực mà rơi thẳng xuống. Bóng người đàn ông kia cũng nhỏ dần. Cơ thể mảnh mai yếu đuối bị quật ngã bởi những tán cây gai góc. Quần áo trên người cũng đã sớm rách nát. Cho đến khi cả người ngã thẳng xuống đất, mọi ý thức của Diệp cũng mất hẳn. Thời gian trôi đi, cách đó không xa, tiếng nói chuyện của hai người con trai vang lên. Cuối cùng cũng đã kịp để ngắm bình minh. Cậu cũng rảnh thật, bắt con dậy sớm chỉ để kéo con đi đến đây ngắm bình minh. Cảnh đẹp ngay gần trước mắt, không ngắm thì rất lãng phí. Cậu chủ à, ở nhà con còn nhiều việc phải làm, chốc nữa lại phải lội quay về, con sợ con không còn sức để mà làm mất. Mày nói nhiều quá đấy, dù mày đi cùng để cho mày được thưởng thức cảnh đẹp, mà mày cứ than vãn mãi. Cậu chủ của con ơi, lát nữa ông chủ không thấy là chết con đấy. Con còn đâu tâm trạng mà ngắm cảnh. Được rồi, lại con suối kia, rửa mặt cho mát rồi cậu với mày về. Nói rồi người đàn ông dáng vẻ nho nhã cũng đi về phía dòng nước chảy. Lúc này từ phía xa
cậu ta mơ hồ thấy được một bóng người nằm trên chòm đá nhỏ mà khẽ nheo mắt lại. Tí, mày nhìn ở kia có thấy cái gì không? Thằng Tí nghe vậy cũng dõi theo hướng chỉ của cậu ta, nheo mắt một lúc rồi nhảy cẫng lên. Trời ơi, cậu chủ ơi, là một cô gái đấy, không lẽ là ma nữ sao? Khi nãy cậu ta cũng phán đoán là một cô gái, giờ thằng Tí cũng thấy vậy nên cậu chắc chắn hơn mà vội vàng đi lại phía đấy. Thằng Tí ở phía sau lo sốt vó mà nói, cậu Thịnh, cậu đi đâu thế? Cậu dừng lại đó cẩn thận đấy. Cậu ta chẳng để tâm đến lời của thằng Tí, gấp gáp đi về phía đấy. Mỗi lúc lại gần, cậu mới nhận ra cả người cô gái kia đầy thương tích. Cậu đi tới đỡ cô ấy lên. Lúc này mới nhìn rõ được gương mặt của mợ, cậu Thịnh có chút sững sờ. Là cô sao? Thấy Diệp bất tỉnh mà cả người xây xát, cậu Thịnh liền nhìn về phía gia nô của mình mà gọi, Tí, lại đây nhanh lên. Thằng Tí nghe vậy liền chạy lại, nó hốt hoảng nói, trời ơi, cô ta chết rồi sao cậu? Mày gỡ cái mồm vừa thôi, mau lại đỡ cô ấy lên lưng cậu, nhanh lên. Hả? Cậu định cõng cô ta về sao? Cô ta là ai? Cậu bảo mày nhanh lên, sao mày nói nhiều thế? Thấy cậu tức giận, thằng Tí cũng vội vàng đi lại, đỡ người mợ Diệp lên người cậu Thịnh. Cậu sau đấy cũng vội vàng cõng mợ rời đi. Ở nhà Phú Hộ Trịnh lúc này, cậu Đăng đã dậy ra ngoài nhìn trước ngó sau, rồi lại hỏi con Sen. Sen, có thấy mợ Tư không? Con Sen nghe vậy liền lắc đầu. Từ lúc con dậy đến giờ cũng chưa gặp mợ Tư, chắc mợ đang còn ngủ. Cậu nhớ lại chuyện đêm qua, có lẽ việc thằng Cuội khiến mợ lo sợ nên mất ngủ. Nghĩ vậy cậu cũng không hỏi gì thêm rồi lại đi về phòng. Khi trời đã đổ về trưa, vẫn không nghe thấy tiếng của mợ Tư, cậu lại có chút lo lắng. Thường ngày, hễ cứ dậy là mợ lại sang tìm cậu. Hôm nay xem chừng đã sang giờ Tị mà vẫn không thấy bóng sáng mợ đâu. Cậu đang đi thẳng đến phòng mợ gõ cửa. Diệp, em có ở trong đó không? Đáp lại cậu là một sự im lặng. Thấy vậy cậu lại hỏi, em đang ngủ à? Vẫn không có ai trả lời, có cảm giác bất an, cậu liền đẩy cửa đi vào. Lúc này cả căn phòng trống trơn, chăn gối cũng được gấp gọn gàng. Cậu đang lo lắng đi ra ngoài gọi lớn. Sen, Sen. Con Sen từ dưới nhà chạy lên. Dạ, cậu chủ gọi con. Mợ Tư đâu rồi? Ủa, con tưởng mợ vẫn ngủ, sáng giờ con chưa gặp mợ ấy. Lúc này mợ hai từ đâu đi tới lại nói. Ô, bữa qua nghe mợ Tư nói muốn đi đến thượng nguồn lấy nước cho cậu. Đã sang giờ Tị rồi mà sao vẫn chưa thấy về nhỉ? Hay lại có chuyện rồi? Cậu đang nghe vậy mới sực nhớ tới lời hôm qua mợ Tư nói. Cậu khẽ nhăn mặt một cái. Trời, đúng là ngốc quá mà. Nói rồi cậu nhìn sang con Sen. Sen, gọi thằng Cuội ra đây cho cậu. Cậu đi tìm mợ. Cậu chủ, sức khỏe cậu không tốt, không đi được đâu. Cậu cứ ở nhà để con bảo Cuội nó đi cho. Cậu đang nghe vậy gắt nhẹ. Đừng cãi lời cậu, mau gọi nó ra đây đi. Con Sen thấy thái độ cương quyết của cậu cũng không dám cãi lời. Lúc này mợ hai đã nhanh chóng đem chuyện đi thưa với ông bà chủ. Vừa nghe thế bà cả liền vội đi ra. Đăng, con bị điên sao? Nó đi đâu thì kệ nó. Sức khỏe không tốt, con đi tìm nó làm gì? Đến thượng nguồn là phải qua một ngọn núi. Có lẽ mợ ấy đang gặp chuyện nên giờ vẫn chưa về. Ngọn núi đấy lại không có mấy người đi đến. Chỉ sợ mợ ấy đi một mình lại tội. Trời ơi! Kệ nó đi con ơi. Nó đi Bu càng mừng. Bu, sao Bu vẫn gác cảm với Diệp thế? Từ ngày Diệp về đây, mợ ấy không khi nào là không bị trách mắng, đánh đập, mà Diệp vẫn không một lời kêu than. Bu nói như vậy mà được sao? Thì do nó tự chuốc lấy, chứ Bu có bắt nó đi đâu. Cậu đang tức giận, thở hắt một cái. Lúc đấy thằng Cuội cũng đi ra. Cậu chủ, cậu định đi đâu thế? Đi đến thượng nguồn con suối làng với cậu. Ông Huấn lúc này cũng đi ra. Cuội giữ cậu lại, không cho cậu đi. Thằng Cuội bị kẹp giữa, có chút khó xử không biết làm gì. Cậu Đăng lúc này nhìn ông bà mà kiên định nói. Hôm nay nếu ai mà cản con, thì đừng trách con nhắc lại lời của ông ngoại năm đó. Lời vừa dứt, cả ông Huấn và bà cả đều sững sờ. Câu nói của ông ngoại cậu năm đó vang lên trong suy nghĩ của bọn họ. Từ bây giờ, ta để lại toàn bộ tài sản cho cháu ngoại của ta. Đăng, nó sẽ là người có quyền trong cái gia đình này. Nếu bất cứ ai làm phật ý nó có quyền đuổi thằng người đấy ra khỏi nơi này. Các người liệu mà sống cho đàng hoàng?
Bà cả nghe thế cũng chợt cứng họng. Con đúng là bị con yêu tinh nó mê hoặc rồi. Nói rồi bà cũng tức giận bỏ vào trong nhà. Cậu Đăng lúc này nhìn sang thẳng Quậy. Quậy, đi theo cậu. Hai người bọn họ cùng đi ra cổng, cứ đi theo hướng thượng nguồn con suối mà đi thẳng. Ở trong một căn nhà khang trang khác, tiếng xì xào to nhỏ của đám Sano vang lên. Cậu chủ đưa ai về thế nhỉ? Trông có vẻ cậu Thịnh rất lo lắng cho cô gái này. Cậu chủ nhà mình lương thiện hay giúp người mà. Đám Sano đứng ngoài ngó nhìn vào bên trong căn phòng. Cậu Thịnh đứng bên cạnh giường nôn nóng chờ thầy Lang đang thăm khám cho Diệp. Một lúc sau thầy Lang đứng dậy nhìn sang cậu nói. Cũng may là chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt. Còn về phần đầu, do va đập mạnh nên tạm thời bất tỉnh. Lát nữa nếu Quế tỉnh lại, cứ cho uống theo đơn thuốc lão phu kê. Tĩnh dưỡng vài ngày là được thôi. Cảm ơn thầy, vậy nhờ thầy ghi đơn thuốc ra giúp con sẽ bảo người đi mua. Thầy Lang khẽ gật đầu một cái, sau đấy đi lại phía bàn ngồi xuống, lấy giấy bút ra ghi. Cùng lúc đấy Diệp cũng mơ hồ mà tỉnh lại. Mọi thứ trước mắt khiến cô cảm thấy lạ hoắc mà mấp máy nói. Mình chưa chết sao? Đây là đâu? Cậu Thịnh thấy cô đã tỉnh lại liền vội vàng đi tới. Cô tỉnh rồi. Nhìn gương mặt cậu con trai phía trước có phần lạ, lại có phần quen. Cô khẽ nhíu mày hỏi. Anh là... À, tôi vô tình thấy cô nằm ngất ở bên bờ con suối, nên đã đưa cô về đây. Cô bị sao thế? Nghe thế, Diệp mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Nhớ lại những lời gã đàn ông che mặt kia nói, mà mấp máy nói nhỏ. Là mợ hai muốn giết mình. Cậu Thịnh nhìn cô khó hiểu. Cô nói sao? Lúc đấy thầy Lang cũng cầm đơn thuốc đi lại. Đơn thuốc tôi đã ghi rõ ràng ở đây. Cậu cho người mua và làm theo như lời tôi dặn là được. Cậu đang nhận lấy tờ đơn rồi khẽ cúi đầu. Cảm ơn thầy. Nếu không còn gì vậy tôi xin phép về trước. Diệp lúc này bỗng nhớ đến một chuyện liền vội nói. Thầy Lang, khoan đã. Ông ấy nghe vậy liền quay người nhìn sang. Diệp cũng vội ngồi lên. Nhưng vừa nhấc đầu cô liền cảm thấy đầu óc đau choáng váng mà nhăn mặt lại. Thầy Lang thấy thế vội nói. Cô gái, có chuyện gì cô cứ nằm xuống nói là được. Đầu của cô bị va đập mạnh, vẫn cần phải nghỉ ngơi. Diệp nghe vậy cũng đành nằm xuống rồi nhìn thầy Lang nói. Cậu chủ của tôi mắc một căn bệnh nhiều năm rồi vẫn không khỏi. Cũng mời rất nhiều thầy Lang đến thăm khám đều không được. Không biết thầy có chữa được không? Chữa được hay không thì phải để tôi đến thăm khám mới rõ được. Diệp nghe vậy nghĩ trong đầu bây giờ chưa thể trở về nhà được. Thứ nhất là cô còn đang bị thương. Thứ hai, nếu đúng thật mợ hai muốn giết cô trở về lúc này sẽ khiến mợ ta chột dạ mà động tay chân. Ở nhà đấy ngoài cậu Đăng thì không ai đứng về phía cô cả. Chỉ sợ không chống đỡ được lại thiệt thân. Cô cần phải tính kỹ hơn. Nghĩ vậy cô lại nhìn thầy Lang nói. Con cũng không rõ bệnh của cậu chủ là gì. Chỉ biết cậu chủ phải thường xuyên tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ở trong phòng tối. Nghe vậy thầy Lang trao mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Lão phu hành nghề y bao nhiêu năm nay, quả thực chưa nghe đến căn bệnh nào mà phải tránh ánh sáng cả. Nhưng nếu nói một loại độc thì chắc là có. Diệp nghe vậy khẽ nhíu mày. Độc là sao ạ? Theo lão phu được biết, có một loại chất độc không gây chết người luôn mà nó ngấm từ từ vào cơ thể. Loại độc ấy khi uống vào, nếu người uống phải trong một thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài sẽ phát tác mạnh hơn. Nhưng nếu khi cơ thể được tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, sẽ nảy sinh ra quá trình trao đổi chất bên trong. Đặc biệt tia nắng có thể giúp phục hồi thể chất. Uống phải lượng ít, thì chỉ cần thường xuyên tắm nắng là độc được thải. Ngược lại, nếu tránh ánh sáng, bệnh tình chắc chắn sẽ nặng hơn. Diệp nghe vậy trong lòng trở nên kinh hãi. Cậu chủ là bị trúng độc sao? Không lẽ có người muốn hại cậu ấy? Tự nói với bản thân xong, cô lại nhìn thầy Lang. Nói vậy chỉ cần thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng là có thể giải độc được đúng không ạ? Có thể thôi. Bên cạnh đó vẫn cần cho uống thêm một số loại thuốc bổ giúp thải độc và thanh lọc lại cơ thể. Vậy thầy có thể ghi giúp con đơn thuốc được không? Được. Nói rồi thầy Lang cũng lại bàn ghi thêm một tờ đơn nữa rồi đưa cho Diệp. Cô nhận lấy nó cúi đầu cảm ơn rồi cất cẩn thận trong người mình. Sau khi thầy Lang rời đi, cậu Thịnh mới lại gần hỏi. Cô đã bị như vậy rồi mà vẫn lo cho cậu ta. Có cần tôi sang người sai báo cho cậu ấy không? Diệp nghe vậy lại hỏi. Anh biết tôi à? Cô không nhớ sao? Lần trước cô có qua làng tôi để mua đồ.
Nghe vậy, Diệp mới lục lại ký ức của mình, sau đấy mới sực nhớ ra. À, tôi nhớ rồi, thật sự cảm ơn anh. Anh lại cứu tôi một lần nữa. Không có gì, cô có cần tôi cho người sang bên đó báo không? Diệp nghe vậy vội vàng xua tay. Không cần đâu. Sao thế? Cô gặp chuyện gì à? Diệp đang nghĩ trong đầu không biết có nên nói chuyện mình bị hại cho cậu Thịnh nghe không. Bởi vì lúc này cô không có chứng cứ gì cả. Người đàn ông lạ mặt đó cô cũng chẳng biết. Chỉ là giờ trở về không được. Cô muốn nương nhờ tạm ở đây ít bữa. Thì cũng nên có lý do thuyết phục. Nghĩ ngợi một lúc Diệp nói. Tôi bị người ta đẩy xuống vách núi. Cô bị người đẩy sao? Có biết ai không? Là mợ hai của cậu đang mướn người làm. Nghe thế cậu Thịnh cũng kinh ngạc. Mợ hai, sao mợ ta lại muốn hại cô? Diệp khẽ lắc đầu. Tôi không biết tại sao mợ ấy lại muốn giết tôi. Chỉ là thời gian này tôi muốn tìm hiểu mọi chuyện. Nên mong anh có thể cho tôi nương nhờ ở đây ít bữa được không? Tôi sợ về đó không an toàn. Được, không vấn đề gì. Cô cứ ở đây đến khi nào cô muốn. Cần tôi giúp gì thì cứ nói. Cảm ơn anh. Nói rồi trong đầu mợ chợt lóe lên những suy nghĩ. Lần may mắn có thể sống sót trở lại này. Có lẽ mợ nên mạnh mẽ hơn để sinh tồn. Chuyện cậu đang bị hạ độc cũng khiến mợ thấy bất an. Mợ muốn bảo vệ cậu thì mợ phải bảo vệ được bản thân mình đã. Diệp cứ thế bắt đầu kéo bản thân vào những suy nghĩ sâu xa. Mợ bắt đầu vạch lên những mưu kế để bóc trần tất cả. Buổi chiều hôm đó, ngoài cổng nhà ông Huấn vang lên giọng nói đứt quãng của thằng Cuội. Ông chủ, bà chủ, các mợ, mau mau. Nói đến đấy, thằng Cuội trên lưng cõng cậu Đăng đã ngất đi mà ngã bổ xuống đất. Ông Huấn từ trong nhà vội vã chạy ra. Trời ơi, chuyện gì thế này? Ông chủ, mau mau đưa cậu chủ vào phòng gọi đại phu đến. Khám cho cậu ấy mau lên. Cậu chủ trèo núi bị trượt chân ngã. Trong cái biệt phủ to lớn nhà ông Huấn, trên dưới họ Trịnh nhốn nháo qua lại. Bà cả trong phòng đứng ngồi không yên, bàn tay bấu vào nhau nhìn vị đại phu đang thăm khám cho con trai mình mà quay sang nói. Ông à, hay mình cứ gọi cho đạo sĩ đến xem sao. Ông Huấn nghe vậy định nói gì đấy thì lúc này đại phu kia cũng đứng dậy. Cậu chủ chỉ bị xây sát ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì cả. Nghe thế bà cả đi lại. Đại phu, ông xem lại một lần nữa đi. Tôi đã xem kỹ lắm rồi. Cậu chủ không bị tổn thương đến gần cốt. Nhưng trong quá trình thăm khám, tôi phát hiện cậu chủ bị trúng độc. Vừa nghe thế trên dưới phủ Trịnh đều sửng sốt. Trúng độc? Sao lại trúng độc được? Loại độc này có tên là bạch thông tán. Lúc này trong đám người đang đứng trông chờ kia, ai đó đã bắt đầu lo sợ, hai tay bấu chặt vào nhau. Ông Huấn nghe thấy cũng lên tiếng. Bạch thông tán, sao chưa nghe tên bao giờ nhỉ? Loại độc này ít người được biết đến vì nó không gây chết luôn, mà dần dần ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Trong một thời gian dài khiến người uống phải sức khỏe suy yếu, mà chết dần chết mòn. Bà cả nghe thế chen vào. Chắc chắn là do con yêu tinh kia hạ độc rồi. Biết ngay, mới rước nó về đây là có họa mà. Độc này, tôi thấy cậu chủ đã bị trúng một thời gian rồi. Có lẽ cũng phải hơn 3 năm. Sức khỏe cậu ấy đang suy yếu dần. Hơn 3 năm rồi, làm sao có thể chứ? Tôi đã khám lại rất nhiều lần rồi, không thể nhầm lẫn được. Sao trước giờ nhà tôi cũng mời rất nhiều đại phu mà không ai khám ra được? Người mắc phải độc này thời gian đầu rất khó phát hiện. Chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn. Bây giờ chất độc đã ngấm sâu vào nội tạng. Nó phát tác mạnh hơn nên dễ chuẩn đoán hơn. Vậy có cách chữa trị không đại phu? Cách chữa thì có, nhưng có một liều thuốc rất hiếm, tìm được nó e là cũng hơi khó khăn. Nghe vậy, ông Huấn lại kéo bà cả sang một góc rồi nói. Chuyện này, hay là cứ mời đạo sĩ đến xem như thế nào? Ngài ấy tinh thông thiên địa, chắc là biết cách trị độc. Bà cả nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, sau đó đi lại nói với vị đại phu. Cảm ơn đại phu đã nói, chuyện này gia chủ tôi sẽ bàn bạc với nhau. Cần sẽ tìm đến đại phu. Ông ấy nghe vậy quay lại nhìn cậu Đăng một cái, sau đó nói. Tùy gia chủ quyết định, chất độc phải được giải càng sớm càng tốt. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép. Ông Huấn gật đầu một cái. Sen, lấy tiền trả cho đại phu rồi tiễn ông ấy về. Sau khi vị đại phu rời đi, ông Huấn mới hằn học nói. Sao bỗng nhiên nó lại trúng độc được nhỉ? Lại còn 3 năm rồi. Nghe vậy mợ cả cũng đi lại nói. Thầy Bù, hay là mời đạo sĩ đến xem, biết đâu ngài ấy có thể tính ra được nguyên do thì sao?
Bà cả nghe vậy gật đầu. Được rồi, bây giờ cũng muộn. Để cậu chủ nghỉ ngơi đã. Mai sẽ mời đạo sĩ đến xem sao. Các mợ lúc này cũng trở về phòng. Ông Huấn căn dặn con Sen ở lại trông nom cậu rồi cũng rời đi. Vừa lúc đấy cậu đang tỉnh lại. Nhìn thấy con Sen đã liền hỏi. Sen, mợ Tư về chưa? Vẫn chưa thưa cậu chủ. Bà cả nãy giờ vẫn còn chưa đi. Nghe vậy liền tiến lại gần. Mợ Tư cái gì mà mợ Tư? Lo cho cái thân con đã đi. Cậu đang nghe vậy bỗng ngồi lên. Nhìn ra ngoài thấy trời đã tối liền nói. Đã tối rồi mà Diệp vẫn chưa về. Chắc chắn là có chuyện rồi. Không được, con phải đi tìm mợ ấy. Nói rồi cậu toan bước xuống giường. Nhưng bà cả đã ngăn lại. Được rồi, không phải lo cho nó nữa. Bù đã thuê người đi đến đấy để tìm rồi. Cậu đang nghe vậy liền nghi hoặc mà hỏi. Bù nói thật. Bà khẽ gật đầu. Không thì sao? Bù không muốn thấy con lại lê cái thân yếu ớt đấy đi nữa. Nên đã cho người thay con tìm nó rồi, không phải lo nữa. Thực ra bà cả chỉ nói vậy để cậu yên lòng. Chứ bà còn không mong mợ Tư quay lại. Nói gì là cho người đi tìm. Thấy cậu đang có vẻ xuôi, bà lại nói tiếp. Còn con, sao đang yên lành lại bị trúng độc? Con bị trúng độc? Phải, đại phu mới khám cho con nói, đã hơn 3 năm rồi. Nghe vậy cậu đang khẽ nhíu mày nghĩ rồi nói. Hơn 3 năm rồi, vậy xem ra bệnh của con là do trúng độc. Sao trước mời bao nhiêu người đến lại không khám ra? Đại phu nói thời gian đầu khó phát hiện, bây giờ độc phát tác mạnh mới có thể chẩn đoán được. Vậy có cách điều trị không Bu? Có. Mai thầy Bu sẽ mời đạo sĩ đến xem cho con. Vừa nghe thế, cậu đang nhắm mắt lại mà thở mạnh sau đó nói. Bu, bệnh là phải dùng thuốc chữa. Trúng độc cũng phải cần thuốc giải. Chứ không phải gọi một gã vô danh đến làm phép. Nói vài ba lời khó hiểu rồi nhảy múa lung tung là khỏi được. Ấy, không được nói đạo sĩ thế. Ngài ấy là người của thần linh. Đạo sĩ đến xem cho con rồi sẽ cầu xin thần linh phù hộ cho con. Được rồi, không nói nữa, con nghỉ đi. Nói rồi bà cả cũng đứng dậy định trở ra ngoài. Cậu đang liền nói. Bu, nếu có tin gì của Diệp thì nói với con. Bà nghe vậy chỉ cười gượng một cái rồi gật đầu trở ra ngoài. Cậu đang ngồi đấy nhìn ra phía trời tối đen mà tự nói. Diệp, em không được có chuyện gì đấy. Sang ngày hôm sau, Diệp rời khỏi nhà của cậu Thịnh. Mợ muốn về nhà để nghe ngóng chút tin. Cũng muốn xem động thái của mợ hai như thế nào. Diệp dùng một chiếc khăn để che đi gương mặt. Vừa mới bước chân qua cổng làng mình, đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của bà con quanh xóm. Này, con dâu Tư nhà ông Phú Hộ nghe nói, gian díu với cậu nào ở làng bên đấy. Ghê nhỉ, tôi còn nghe nói là bỏ đi theo luôn rồi thì phải. Còn gái con nữa, đúng là mất nết quá. Mới chỉ có một ngày thôi, mà cả làng đã loan cái tin đồn thất thiệt này rồi. Xem ra cũng không phải bỗng nhiên mà vậy. Diệp cố gắng không để lộ mặt ra, đi về hướng nhà họ Trịnh. Vừa lúc đấy, mợ thấy bà hai đang lén lút đi đâu đó. Trong lòng không hiểu sao có nghi hoặc, vội liền theo sau. Bà Thiết đi đến một căn nhà cách đó không xa, vẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau, mới đẩy cửa vào rồi khép lại. Diệp lúc này cũng nhẹ nhàng đi tới, đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Mợ kinh ngạc khi thấy bà hai đang tay trong tay một người đàn ông khác. Nhìn dáng vẻ ông ta có chút quen mắt. Lúc này bà Thiết bỗng lên tiếng. Chuyện không xong rồi. Ông bà già kia đã biết con trai mình bị trúng độc rồi. Nghe vậy người đàn ông kia liền chau mày. Làm sao lại biết được? Thì tại con quỷ cái kia. Chén nước mà anh bỏ độc nó lại đem đi đổ rồi. Sáng sớm tinh mơ hôm sau lại đòi đi đến thượng nguồn để đi lấy nước. Không biết nó đi đâu mãi mà không về, nên cậu ta đòi đi tìm. Thế là không cẩn thận, bị ngã nên mời đại phu đến khám. Ông ta khám ra được luôn là cậu ta bị trúng độc hơn 3 năm rồi. Giờ làm thế nào đây? Nếu lão già đấy mà điều tra được là em hạ độc con lão, là chết em đấy. Má nó, con danh đấy đúng là toàn làm hỏng việc của ông. Diệp ở bên ngoài nghe hết mọi chuyện, thì ra người hạ độc cậu chủ là bà hai. Bây giờ phải làm sao? Em đã nói với anh rồi. Làm gì thì làm nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Bây giờ vỡ lở ra đến một đồng chưa chắc đã cầm được. Nói gì là gia tài nhà đó. Gã tình nhân cao mày suy nghĩ. Thế ông bà ấy tính như thế nào rồi? À, lão già đấy vẫn còn tin anh là đạo sĩ thật. Hôm nay chắc sẽ cho người đến tìm anh về giải độc cho cậu ta đấy. Diệp nghe vậy mới liền nhận ra.
Bảo sao mợ thấy mặt quen quen. Hóa ra gã tình nhân kia là tên đạo sĩ. Đúng là thiếu mỗi bộ tóc với râu mà đã nhìn không ra. Vậy được, xem ra vẫn còn nước để gỡ. Khi đó anh sẽ đưa một chén nước đã hòa sẵn độc. Nhưng để tránh bị liên lụy, thì chén nước đó phải để người khác đưa tới cho cậu ta. Lúc đấy em nên liệu mà sắp xếp. Bà Thiết nghe vậy liền gật đầu. Vậy được rồi, bây giờ em phải về đã. Không khéo lát nữa có người đến lại không hay. Anh cũng chuẩn bị đi. Nghe thế Diệp cũng vội vàng đi tới, trốn vào một vách tường. Đợi cho đến khi bà hai đã đi khuất hẳn, mợ mới ra ngoài. Muốn mất tích mấy ngày xem ra không được rồi. Không về thì cậu chủ sẽ nguy mất. Nói rồi mợ cũng quay người đi về nhà của cậu Thịnh. Thấy Diệp từ ngoài vào, cậu cũng vội đi lại. Cô còn chưa hồi phục, đã vội đi đâu vậy? Cậu Thịnh, có lẽ tôi nên trở về rồi. Nghe thế cậu có chút hụt hẫng mà nói. Không phải nói là ở lại đây vài ngày sao? Sao lại về sớm như vậy? Tôi có chuyện gấp cần phải làm. Thật sự cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Đợi tôi giải quyết xong chuyện, nhất định sẽ hậu tạ cậu thật tử tế. Cô không cần phải khách sáo như vậy, giúp người là chuyện thường tình thôi. Diệp lúc này nhìn cậu Thịnh mà khẽ cười. Cậu thực sự là một người tốt. Nếu cô gái nào lấy được cậu chắc hẳn là có phước lắm. Cậu nghe vậy lại trêu đùa. Phước này cô có muốn không? Phước này tôi không có phúc hưởng rồi. Tôi là gái đã có chồng. Lời của Diệp nói khiến Thịnh sững người. Một nét buồn lộ rõ. Cô có chồng rồi sao? Phải, tôi là mợ tư của cậu Đăng. Cậu Thịnh nghe vậy cười gượng gạo. Thì ra là thế. Khi trước tôi lại nghĩ cô là người hầu ở nhà ông Phú Hộ. Không ngờ lại là mợ tư. Chắc tại dáng vẻ tôi không hợp đúng không? Ý tôi không phải vậy, cô đừng hiểu lầm. Diệp thấy bộ dạng lúng túng của cậu lại bật cười, sau đó mới nói. Chuyện hậu tạ, nhất định tôi sẽ làm rồi, vì tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Chuyện gì thế? Diệp lúc này ghé vào tai cậu Thịnh thì thầm to nhỏ điều gì đấy rất lâu. Chỉ thấy cậu gật đầu vài cái rồi trả lời. Được, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn cậu, vậy tôi xin phép. Gửi lời đến hai bác giúp tôi, chuyện gấp nên tôi không chậm trễ được. Tôi biết rồi, cô đi đi. Diệp khẽ cúi chào cậu Thịnh một cái rồi quay người rời đi. Cậu đứng đấy dõi theo dáng người mảnh mai mà trong lòng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì em, chỉ cần đổi lấy một lần em cười với tôi. Đúng như những gì đã bàn bạc, hôm nay ông Huấn sai thẳng Quậy đến mời đạo sĩ về nhà. Sau khi nghe hết những gì ông bà trình bày, gã đạo sĩ mới lên tiếng. Đúng là ta đã bỏ sót một chuyện quan trọng. Cậu chủ bị trúng độc mà lại không phát hiện ra. Đạo sĩ, ngài nói ngài có con mắt thiên nhãn. Ngài có thể xem con trai con làm sao mà trúng độc không? Gã đạo sĩ nghe vậy bấm đốt ngón tay, mắt nhắm lại rồi lầm nhầm một hồi, sau đấy mới trả lời. Xem ra người này đạo pháp cũng rất cao, che được mắt thiên nhãn. Ta chỉ có thể nhìn thấy được cái bóng lưng của hắn. Đạo sĩ, ngài thử cố lại lần nữa xem. Sử dụng thiên nhãn sẽ tốn rất nhiều đến pháp lực của ta. Nếu hôm nay gia chủ muốn giải độc cho con trai, ta nghĩ nên đặt vấn đề đấy trước. Còn chuyện này để ta về sẽ dùng nội lực xem xét lại. Cậu Đăng vốn không tin mấy trò này lắm, nhưng bị thầy bu ép nên là cũng miễn cưỡng ra ngồi nghe, trong lòng chỉ khẽ cười khẩy gã đạo sĩ này. Ông Huấn nghe nói vậy cũng đành xuôi theo. Vậy được, đạo sĩ có thể giúp con trai con giải độc không? Muốn giải độc cũng được, ta phải xin sức mạnh của thần linh. Trước tiên cần một người ra con suối ven làng, lấy một chén nước đem về đây cho cậu chủ uống, để rửa sạch chấp niệm trong lòng. Nói rồi gã đạo sĩ liền đưa mắt nhìn sang bà Thiết. Bà hai thấy thế vội nói. Quậy, lấy cái chén ở bàn đó ra con suối lấy nước đem về đây cho cậu chủ đi. Thằng Quậy nghe vậy cũng vội làm theo. Một lúc sau nó quay trở lại với chén nước đầy. Gã đạo sĩ thấy thế liền bảo. Đem đến cho cậu chủ người uống đi. Quậy nghe lời đi thẳng đến phía cậu đang ngồi mà đưa chén nước. Cậu chủ, mau uống đi. Cậu nghe vậy thở dài rồi gạt ngang. Không cần phải uống, trong lòng cậu không có chấp niệm gì cả. Gã đạo sĩ nghe vậy liền nói. Đã là người phàm, không ai là không có chấp niệm. Cậu chắc chắn trong lòng cậu không vướng bận điều gì. Cậu đang nghe vậy chợt suy nghĩ. Quả thật lúc này cậu chỉ bận tâm đến mợ tư, những điều khác cậu không để ý tới.
Có điều cậu không mê tín nên cũng chẳng muốn uống chén nước này. Bà cả ngồi bên cạnh lại thúc giục. Đăng, uống đi con. Cũng chỉ là một chén nước thôi mà. Mau cho đạo sĩ còn làm phép. Cậu nghe vậy lại thở dài. Do cậu bị ép ra đây ngồi nên cậu cũng muốn mọi chuyện nhanh kết thúc. Cậu đưa tay ra định cầm lấy chén nước thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu Đăng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tình yêu thầm lặng của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.